Chào cả nhà. Thì đây là miếng vườn mà em hay quay chia sẻ cho cả nhà mình xem. Thì cái vườn này thì, như hôm rồi em có quay những cái video về những cái loại phân để mình tạo mầm gốc để mình làm mùa. Thì cái vườn này khi mà nó ra bông thì em cũng có quay cập nhật cho cả nhà mình xem. Thì hôm nay nó cũng đã chạy trái xong. Vườn này thì nó có ri, cái đám trên màn hình cả nhà mình đang thấy là ri 6, phía đám phía sau lưng của em là Musang và Khái. Thì hôm nay em sẽ cập nhật lại cho cả nhà mình xem coi mình làm bông cùng một lúc như vậy thì ri nó sẽ đậu trái như thế nào, rồi Musang nó sẽ đậu trái ra làm sao, rồi Khái nó sẽ như thế nào ha. Thì bây giờ em mời cả nhà mình cùng theo chân Long Bích đi khám vườn. Đó, bên đây là ri 6 nè. Ri 6 thì trái nó chạng này. Chạng này khoảng 3-4 ngày nữa thì mình sẽ bắt đầu vô phân. Phân 11, 12, 18 hoặc là phân 3 số. Đó, tùy theo mỗi nhà vườn thôi. Có những cây ở đầu đầu hàng này thì nó hơi bé. Còn những cây trong đó thì nó lớn hơn. Đó, còn Musang và Khái thì nằm phía bên đó ha. Một hồi em sẽ đi qua bên đó cho cả nhà mình xem coi Musang nó đậu trái tới đâu rồi. Thì Musang hôm rồi nó sổ nhị trễ hơn bên này khoảng 5 ngày. Này là mình chưa chưa tiện trái nha. Chưa có tiện trái. Nếu vườn nhà mình có ít thì chàng này mình đã tiễn trái lần được rồi nè. Nhưng mà do là em làm số nhiều cho nên là không có công, mình cứ để vậy. Tới khi mà đi giống trái thì mình tiễn một lượt một luôn. Ri dư trái để mình tiễn. Cây này còn nhỏ, để chừng 30 trái đổ lại. Ở phía trong đó thì cây lớn hơn để trái nhiều hơn. Ri ha. Giờ bây giờ em sẽ đi qua đó cho cả nhà mình xem Khái với Musang. Phía đây cũng có cây Khái nè. Những cây này là cây tơ, cây tơ mình để trái bói.
cái thái này thì nó đậu cũng tương đối, nhưng mà cái đợt này thì cái lón này nó ra cái bông thì cũng không được đẹp, nhưng mình có đủ trái để mình tuyển. Nhờ trái xấu mình bỏ bỏ bớt trái xấu. Cái mẫu này thì nó ra ra cũng không được đẹp, không hơi xương, nhưng mà do cũng đủ lượng trái nên bỏ, thì sau này mình lựa lại chừa lại những trái đẹp thôi. Rồi bên đây Musang Kin này thì 4 năm cũng ăn trái bối luôn, chuyến đầu tiên. Thì những cây lớn lớn thì mình cũng để tầm khoảng chừng 20 trái, mười mấy trái. Rồi những cây nhỏ thì mình cũng để chừng 10 trái. Đây. Này cũng chưa có tiễn ha. Musang Kin thì nhìn chung là nó xanh hơn, lúc còn nhỏ vậy nó đã xanh rồi, xanh hơn ri với Thái. Cái gốc nó thì tầm khoảng khoảng 50 mấy hoành, một tay mình 20 nè, khoảng hai tay mấy, khoảng 50 nó mấy hoành. Còn cây này là chủ trước người ta trồng, ta trồng xong cái tược Musang Kim bị chết rồi, rồi nó lại nhảy tược cái tược trong cái gốc lên. Đó, cho nên là cái sầu riêng này thì nó cũng không phải sầu riêng đúng giống. Cái vườn này thì chủ trước người ta trồng Musang Kim, nhưng mà cái cây nào bị hao hụt thì người ta lại chen Thái vô, cho nên bây giờ nó cứ lộn xộn. Thì cái vườn này cái mẫu trái nó không có đẹp bằng cái vườn ở cây lậy của mình đó. Ngày hôm qua thì mình có up một cái video vườn ở cây lậy, vườn nhà ha. Mặc dù là cái vườn nhà đó mình ít chăm sóc hơn, nhưng mà cái mẫu trái nó lại đẹp hơn. Cái Musang Kim này bông ra hai ba thớp luôn, cho nên là nó cũng không có đều. Mình cũng chưa có bón phân rồi chưa có tỉa trái, thì ít hôm nữa khi mà mình bón phân tỉa trái xong thì sẽ quay cập nhật lại cho cả nhà mình xem. Vườn này thì cây nó không có đều, cho nên là có cây mình cũng để trái, có cây không. Như cây này là hồi xưa chủ để cỏ lên nó lấp hết một bên tàn. Còn bên đây mình để được mấy trái nè. Những cái chết thì người ta lại chen Thái vô.
mấy cái khái nhỏ nhỏ này thì để chục mười mấy trái. Dẹp bên đây người ta chen thái vô. Sầu thái. Sầu thái cái này thì cái hình nó hơi xương, nó không được đẹp. Hôm nó chạy trái thì thời tiết lại thay đổi, ban ngày thì nắng nhiều, ban đêm thì lạnh, cho nên là trái nó cũng không có được đẹp như ở miền Tây. Cái vườn mình ở miền Tây thì chạy trái cùng một lượt với cái đám này thì ra cái mẫu nó đẹp, nó tròn. Khái với ri là nó tròn như chuồng bò vậy. Bên đây cũng là ri nè, lúc nãy mình đi đám mà nhìn đó khái với một xương kia lộn này là ri. Vườn này thì có hai tóp bông, tóp lớn hơn chút với lại một tóp là cỡ dày. Bây giờ trái còn nhỏ thì ra nhìn nó hơi khưa, mà trái này nó lớn lên khoảng chừng 20 hay mấy ngày nữa thì nhìn cây nó đặt cây lại. Bên này có cây Musinkin, nó hôm trước nó bị đẹp nhỏ xíu à, nhưng mà nó vẫn đậu trái nè. Đây đó, cây này cái vườn này hồi trước người ta bỏ cho nên là cỏ nó lên nhiều, nó lên nó đè những cái tàn ở dưới hấp, nhưng nó bị lép hết bên đó, cái gốc nhỏ thì nó cũng đậu được một ít. Cái này mình cũng để luôn ha, để khoảng chừng 7 trái 10 trái gì đó. Rồi thì em đi thăm vườn và cập nhật lại cái vườn cho cả nhà mình xem chơi cho vui. Thì hẹn cả nhà mình gặp lại trong khoảng thời gian gần nhất ha. Khi mà cái vườn này đã bón phân xong thì em sẽ cập nhật lại cho cả nhà mình xem tham khảo. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn trong những cái video kế tiếp.